ngày cánh thơi liệt chữ cô em học trò này là bệnh chân mẹ già tự tay gói gợi cho con này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đang này em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến ngồi đọc lá thư nghiêng tha thiết văn chương học trò nhìn cặp bàn chân mà lòng chắc thương mẹ già xa xôi mặc vào áo le sao như tôi nghe trong tâm hồn chơi vơi xứng đang về tất khắp đất trời nhưng tất cả xứng là ở đây tôi xin cảm ơn người cảm ơn ai đã đem miếng thương nồng ấm đến với linh cảm ơn ai khi xin về vui thật là vui không quên người gió xa trường âu yếm gợi tình đi muôn nơi thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về gửi mẹ kính yêu về lời của con mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu đêm yêu thương anh dành cho em khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai tôi xin cảm ơn người cảm ơn ngài đã đem liên thường nồng thắm đến với linh cảm ơn ai khi xin về vui thật là vui không quên người xin gió xa đường âu yếm gợi tình đi muôn nơi thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin rời về gọi mẹ kính dạy lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em khi xuân về hai
đời. Ta đón đời xuân hồng ngày mai. Khi xuân về chứ hãy yêu đời, ta đón ngày mai.